Hôm nay hai anh em đi dạo phố. Leo núi không đã, bây giờ phải đi dạo nữa cả nhà. Hôm nay hai anh em đi dạo Sài Gòn, hiện tại đang ở ngay quận Tân Bình. Thì mời cả nhà và các bạn cùng đón xem một video về ngay quận Tân Bình nha cả nhà. Đây có bán dừa nhiều. Mình đang đi trên đường gì vậy là? Dạ, giờ mình đang ở trên đường Ba Văn nha cả nhà, phường 14 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây có quán bún chả Đồng Xuân. Quán này lật nới ngon lắm á. Ngon, mình đã từng ăn quán này rồi. Đó. Mình ra tới đầu đường bên kia là ra đường gì vậy là? Bên đường bên kia là đường Lý Văn Bích, còn bên đây thì là Âu Cơ. Đây là ga Trường Chinh. Bây giờ mình quẹo qua Âu Cơ nha. Bây giờ mình đói bụng thì mình cứ gặp quán nào mình ghé ăn quán đó nha. Đó, bây giờ là mình đi một hồi là tới cái câu lạc bộ đánh bi da. Đại anh em câu lạc bộ da để thưởng thức những bào da trong đó như thế nào. Đó là cái tiệm hàng máy in của ông anh của Lực, máy sơn Kha, máy in sơn Kha này xuất khẩu nước ngoài luôn đó nha. Bây giờ mình lên trên mình quay mấy cái máy in. Hi, xin chào hai ông thợ sửa máy. Sửa chữa máy in, in với in. Đây đang sửa chữa, đang khoan lỗ lắp ráp gì đây nè. Khoan lỗ lắp ráp mặt thải. Máy đang tháo bung hết trơn nè. Vậy là ở đây mình mua bán lắp ráp, lắp ráp sửa chữa, cung cấp tất cả cung cấp máy in, máy in màu. Đây là mấy cái hàng để đem đi phế liệu. Nhà nhậu đã ra xong rồi đó hả? Xong rồi. Pizza thì mấy anh em sẽ vào đó chiến một trận đấu đây. Đang lựa cái cơ để anh em chiến một trận ha cả nhà. Bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn và quý cô chú anh chị đã theo dõi video. Bye bye và hẹn cả nhà gặp lại.